Xin chào mọi người, trên màn hình của quý khách đang xem là những cái quả bí đao hay còn gọi là bí đao da xanh. Hôm nay thì chúng tôi sẽ từ tươi như thế này, chúng tôi rửa sạch rồi sau đó thì chúng tôi sẽ phải lát ra, tôi sấy. Có những khách hàng bên Nhật Trường Con Tum là nấu nước sâm á, rồi nấu nước bí đao, nhờ chúng tôi là sản xuất cái bí đao, nấu nước bí đao cung cấp cho khách hàng. Bí đao khi mà mình làm á thì mình phải có máy sấy, bởi vì cái củ này khi mà nó nhiều, rất là nhiều nước, và khi mà mình thái ra mình phơi á, nó rất là dễ bị nũng và hư. Bởi vì vậy nên là khi mà mình thái ra thì mình cho vào sấy thì nó mới giữ được cái hương vị của nó.